làm tiên cá nhưng có người không được làm tiên cá. Và bây giờ tất cả trẻ em á, mà muốn đi bơi ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng không được nữa, không còn trẻ em trong hồ bơi. Dạ, đó là lý do mà. Tuyền đã rất cố gắng nhiều năm để truyền cho các em một cái thông điệp, nhưng bây giờ không còn được nữa. Tuyền chỉ có thể phóng sanh giải cứu động vật trong thiên nhiên để hồi hướng công đức cho những bạn đã quen biết Tuyền, cho những người thân của Tuyền. Dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau lặn xuống nha. Những bạn cá chết nổi lên sẽ là của Titi. A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn họ. Còn những bạn sống thì cầu cho Quan Thế Âm Bồ Tát giúp họ thoát khỏi biển khổ thế gian, tai qua nạn khỏi mà phát triển, làm được cái vai trò trong tự nhiên để hoàn thành sứ mệnh của những con cá bóng này. Titi. Titi. Rái cá rừng trở lại rừng bởi vì nó nghe tiếng của cái chú kia. Titi. Những tiếng của ngư dân ở đây làm cho nó rất là hốt hoảng và sợ hãi, nên có những chú chó thần cún sẽ chi tìm rái cá giúp Tuyền. Titi. Titi. À. Dạ, con xin tiếp tục phóng sanh cho bà cố Eli. Bà cố của Eli. Yeah. Hồi hướng công đức cho bà nha. Dạ, có mấy con chết thì mình không cứu được thì mình hồi hướng, mình cũng đã cố gắng rồi, con cũng đã cố gắng rồi. Ok, sống thì lên đường anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lặn xuống đáy sông để cái này. Em ơi em à. Rồi. Ui da. Ây da. Chưa em ơi, chết nhiều quá, vớt lại mấy con chết về anh làm đồ ăn cho rái cá đi. Này. Con còn sống thì con cứ đi. Đứa nào chết thì à. Dạ.
Mà tại em ăn cá nhiều quá đúng không? Chim ăn gì? Ăn thịt hả? Nè, nó lại gần em là nó bỏ chạy. Nó là đấy, cá hoang dã mà, nó sống trong tự nhiên mà. Nó đâu có tiếp xúc với con người đâu. Bây giờ bỏ ra cái bịch cho anh đi. Giờ anh luộc lên anh cho nó ăn. Để nó có... Đây là thức ăn của tụi nó mà. Mai mốt nó còn về thiên nhiên nữa. Bỏ trốn liền. Cho con ăn để con có sức mốt con về thiên nhiên ha. Ừ. Ê, ê, ê. Em hốt hết vô luôn hả? Trời ơi, sao em nhiệt tình dễ thương quá vậy bé? À, ý anh là đây là cá sống à. Chính xác em. Trời ơi. Nhà có chơi cái gì không? Sao hiền quá vậy? Thấy cũng rồi.